Sau sự cố hy hữu xảy ra tại tỉnh Đồng Tháp, khi bé trai 10 tuổi lọt xuống ống trụ bê tông rộng 25cm, sâu 35m, hiếm quả từ những chiếc bẫy tử thần vẫn chưa nguôi ám ảnh, không riêng gì trẻ nhỏ mà cả người lớn. Giống như chủ tịch tại Hà Nội vào sáng nay, người đàn ông lọt thỏm vào chiếc giếng sâu 25m có đường kính chỉ hơn 2 găng tay và độ sâu tương đương với một tòa nhà 8 tầng. Những giây phút lực lượng chức năng giải cứu sau đó khiến trái tim dịu cười như treo ngược cành cây. Hơn 10 giờ sáng nay, người dân phát hiện anh PTP 41 tuổi, trú huyện Ba Vì, Hà Nội bị ngã xuống giếng nước bỏ hoang tại nhà riêng. Ngay khi nhận tin báo, công an huyện chỉ đạo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động 2 xe đặc chủng cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các phương án cứu nạn. Tuy nhiên, gặp khó khăn do giếng nước sâu hơn 25m, đường kính giếng 50cm. 10 phút sau, đội cứu hộ cứu nạn tiếp cận được nạn nhân và đưa anh P ra ngoài an toàn. Nạn nhân được sơ cứu kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng. Không tìm được việc làm, người đàn ông dắt hai con đi bộ từ Đắk Nông về Trà Vinh. 350 cây số dài như cả đời cười, bởi phía trước mịt mờ, bởi cơn đói khát và cả những giấc ngủ tạm bợ bên hiên nhà chồng trên. Nhưng thời may giữa đường, ba cha con lại nhận được một món quà ấm áp của tình thương, tiếp thêm động lực, gieo thêm niềm tin để anh vượt qua khó khăn. Một giờ rạng sáng qua, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Nông tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Quảng Tính, huyện Đắk Trờ Lấp. Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông chèo theo hai con nhỏ đi trên đường trong đêm tối. Đoạn đường này rất nguy hiểm, không có đèn đường chiếu sáng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Thế vậy, tổ công tác hỏi thăm thì được biết, trước đó do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Nguyễn Văn Lợi, 37 tuổi, trú tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, dẫn theo hai con nhỏ lên tỉnh Đắk Nông hái tiêu thuê. Do mùa hái tiêu đã qua, anh Lợi không xin được việc làm. Trong thời gian này vì không có tiền nên ba cha con chỉ xin bánh mì ăn và ngủ ngoài đường. Đến sáng ngày 8 tháng 2, anh quyết định dẫn hai con nhỏ đi bộ về lại tỉnh Trà Vinh. Biết được hoàn cảnh khó khăn, tổ công tác đưa ba cha con đi ăn uống rồi bắt xe khách cho anh Lợi cùng với hai con quay về tỉnh Trà Vinh an toàn. Có người nói thiện lương là một sự lựa chọn. Một câu chuyện lại khiến lòng ta lâng lâng vì rất nhiều điều tuyệt đẹp. Đó là sự hỗ trợ kịp thời của cảnh sát giao thông. Đó còn là câu chuyện nghèo cho sạch, rách cho thơm của người cha Tần Tảo. Đường về dẫu có xa, phía trước có mịt mờ, nhưng tin rằng chính sự giang tay của cộng đồng sẽ là động lực để anh nỗ lực lao động tử tế vì các con.